lãnh đạo đi đâu ấy, đi ra ngoài ngay. Xin cơm nhưng mà phải xếp hàng, bây giờ người ta xếp hàng mà chú làm vậy thì sao? Vui lòng đứng ở cái hàng cuối hàng ấy, hàng thứ hai ấy. Rồi, cảm ơn, tiến sư vui vẻ. Rồi, lấy đi. Mình bệnh gì chị? Ung thư máu. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi, rồi mang qua bên đường, có hai cái bàn bố trí bên đường đậy nhá, chúc sức khỏe. Nhớ cảm ơn nhà hảo tâm, cảm ơn tình nguyện viên đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn để có những phần thức ăn miễn phí. Rồi mỗi người một phần. Rồi có phiếu mới có nhận tiền nhá, không phiếu là không đi kiếm lại đi anh. Đầu tiên ở bên đường kia là sẽ không phát tiền nhé. Cô bác không có ngồi xuống là không phát tiền. Hàng đó lát xíu không phát phiếu nữa. Bắt đầu phát phiếu từ hàng thứ hai. Thế thôi. Hàng đầu tiên là mặc áo vàng lát xíu không phát tiền nữa. Chỉ phát bắt đầu từ hàng thứ hai trở đi. Cô bác không theo thứ tự, không theo sự hướng dẫn là không phát tiền. Vẫn phát cơm. Lát xíu chú tư nhé, lát cái hàng thứ hai bên kia đường là không phát tiền nhá, không phát phiếu nữa. Bắt đầu từ đấy chú không phát phiếu nhá, cái hàng này không phát phiếu. Hàng đầu tiên thì chú không phát phiếu, khi nào đi hết hàng đầu, hàng thứ hai mình phát phiếu, phát tiền. Xin chào quý cô bác anh chị, mình đang có mặt ở bếp cơm cô Tư, cổng số 6 bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày hôm nay là một cái ngày rất là bận rộn. Hôm nay thì chuẩn bị phát cho cái ngày rằm, thì 11 giờ tụi mình sẽ phát những cái phần thức ăn này chia sẻ khó khăn với bà con cô bác ở bệnh viện Chợ Rẫy. Bây giờ đang là thứ 6, ngày 23 Tây tháng 2, nhằm ngày 14 âm lịch thì tụi mình sẽ phát cho cái ngày mai là ngày rằm đó. Còn ngày mai ngày rằm thì mình sẽ nghỉ, bởi vì sẽ có rất là nhiều đoàn phát, sẽ dẫn tới cái việc thức ăn là dư thừa. Thì thưa quý cô chú anh chị, bữa cơm này đó là của cô Dung Mỹ, hồi hướng công đức cho cha mẹ, số tiền là 12.500.000. Cha là Trần Trung Huy và mẹ là Nguyễn Thị Chuyên. Một khách hàng ẩn danh ở tiệm áo dài bé có gửi 5 triệu để phát cơm, có 1 triệu cho Tuấn Dương và các tình nguyện viên. Bà Mạc Nghệ Lan, 85 tuổi ở Phôn Chớt, Việt Chi Nha, gửi là 500 đô. Và có cô Hưởng ở Na Uy có chuyển khoản là 20 triệu thì mình sẽ phát tiền mặt cho 200 người. Những cái món ăn ở đây thì cô chú anh chị thấy thì có các cái món. Thứ nhất là món sườn non ram, món thứ hai là món thịt kho tiêu, món thứ ba là đậu que với tôm. Món thứ tư là món chả cá sốt cà chua. Món thứ năm là món đùi gà chiên. Món thứ sáu là cá hú. Món thứ bảy là gà kho. Món thứ tám là đậu của hú với thịt. Món thứ chín là món đậu que xào với thịt bò. Đó, rồi đó, thì ngoài ra đó là cô Tư có tặng thêm là 100 cái bánh bao, thì do là có người cho 1 tấn gạo. Thì cô sẽ mỗi một ngày cô sẽ, lần phát là cô sẽ trích ra một chút để tặng bà con cô bác. Thì đây các bạn nhìn, đây là 11 giờ sáng ngày thứ 6 và bây giờ bếp cơm sẽ chuẩn bị phát những các cái phần thức ăn. Ngày hôm nay thì 11 giờ mới phát. Đây thì có đại diện của người nhà cô Mỹ Dung là cháu ruột của cô ấy, sẽ tới để phụ phát hồi hướng công đức cho Trần Trung Huy và Nguyễn Thị Chuyên. Rồi bây giờ mình sẽ phát. Dạ rồi, chắc chú cho đi chú. Rồi, lên. Rồi mời cô bác mỗi người một phần. Cô bác nhớ cảm ơn các tình nguyện viên, rồi cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ mình nhé.
vui lòng bỏ phiếu cho Sô. Nhớ cảm ơn các tình nguyện viên thì bếp cơm sẽ tặng thêm tiền nhé. Chúc sức khỏe. Cảm ơn. Cô bác nhớ cảm ơn những tình nguyện viên đã phục vụ mình rồi qua đây sẽ phát thêm tiền cho cô bác. Ai không cảm ơn là không phát tiền nhá. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, cảm ơn đi rồi nhận tiền anh trai. Rồi, chúc sức khỏe. Dạ, được ạ. Rồi, mời các cô bác ưu tiên những người bệnh nhân ung thư nhá. 200 người đầu tiên là bếp cơm sẽ phát thêm tiền. Rồi, cảm ơn cô, cảm ơn nhận tiền nhá. Cảm ơn nhà hảo tâm ấy. Rồi, chúc sức khỏe. Cơm sẽ ưu tiên những người bệnh nhân ung thư sẽ nhận trước. Rồi, gửi biếu bà, chúc bà sức khỏe nhá. Cảm ơn. Rồi, tới. Rồi, em gái. Rồi, chúc sức khỏe. Đeo cái bị đấy là sao? Đi tiểu không được. Đi tiểu không được á. Rồi, chúc sức khỏe vô trong. Mang qua bên đường sắp xếp nhá. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi, gửi biếu chú, chúc sức khỏe, cảm ơn. Giữ gìn sức khỏe, qua bên đường sắp xếp. Có bàn sắp xếp. Chúc sức khỏe, mang qua bên đường đây. Cứ đi chậm đi, từ từ thôi. Thì đưa cho bà cô bán cơm này, được này. Cô Tư ơi, nhận tiền này. Em đang bận lu bu xíu. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Nhận tiền anh trai. Cảm ơn nhá, mang qua bên đường đây. Rồi, cảm ơn chị nhá. Dạ. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn, băng qua đường. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Mỗi người một phần, mỗi người một phần. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi, băng qua đường nè, có bạn. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Cảm ơn. Mỗi người nhận thêm 100.000, chúc sức khỏe, cảm ơn. Mở ra cho cái đùi gà. Sau mang hai cái hũ em trai, mang hai cái hũ, một cái đựng cơm, cái đựng đồ ăn nhé. Ok. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn nhá, rồi chúc sức khỏe. Rồi, cảm ơn, chúc sức khỏe, mang qua đường đây. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chú, chúc sức khỏe. Cảm ơn, chúc sức khỏe, mang qua đường đây. Cảm ơn, chúc sức khỏe, mang qua bên đường đây. Cảm ơn, mang qua đường đây giúp em. Toàn những người bệnh nhân ung thư. Anh ung thư gì? Dạ, ung thư lưỡi. Ung thư lưỡi, rồi chúc sức khỏe nhá. Rồi, chúc sức khỏe, mang qua đường đây giúp em. Chúc sức khỏe, mang qua đường đây giùm. Chúc sức khỏe, mang qua bên đường đây, cảm ơn. Rồi, cảm ơn, tiến tới vui vẻ. Rồi, để. Mình bệnh gì chị? Ung thư máu. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi, mang qua bên đường, có hai cái bàn bố trí bên đường đây nhá, chúc sức khỏe.
Chúc sức khỏe, cảm ơn. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Cảm ơn, chúc sức khỏe, mang qua đường đây. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Cảm ơn cô Tư phát tiền cô Tư. Có cảm ơn không? Có cảm ơn. Đúng không? Xin lên là lên đây 2 ngày rồi phải không? Đúng không? Rồi mỗi người nhận thêm 100.000 nhá. Cô bác nhớ cảm ơn nhà hảo tâm, cảm ơn tình nguyện viên đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn để có những phần thức ăn miễn phí. Rồi mỗi người một phần. Rồi có phiếu mới có nhận tiền nhá, không phiếu là không đi kiếm lại đi anh. Hàng đầu tiên ở bên đường kia là sẽ không phát tiền nhá, cô bác không có ngồi xuống là không phát tiền. Hàng đó lát xíu không phát phiếu nữa, bắt đầu phát phiếu từ hàng thứ hai. Thế thôi. Hàng đầu tiên là mặc áo vàng lát xíu không phát tiền nữa, chỉ phát bắt đầu từ hàng thứ hai trở đi. Cô bác không theo thứ tự, không theo sự hướng dẫn là không phát tiền, vẫn phát cơm. Lát xíu ạ. Từ từ nha, lát cái hàng thứ hai bên kia đường là không phát tiền nhá, không phát phiếu nữa. Bắt đầu từ đấy chú không phát phiếu nha, cái hàng này không phát phiếu. Hàng đầu tiên đấy chú không phát phiếu, khi nào đi hết hàng đầu, hàng thứ hai mình phát phiếu, phát tiền. Rồi không nhờ gì hết, bây giờ đang làm việc rồi không nhờ được nhá. Cô bác vui lòng tự bảo nhau giúp con nhá, không xả rác, xếp hàng rồi ngồi cho có trật tự. Hôm nay tụi con sẽ không phát tiền cho các cô chú và phát hàng kế tiếp để các cô chú nhớ rồi bảo nhau. Rồi mang qua đường đậy dùm, xin cảm ơn. Ai mất phiếu quay lại kìa. Ai bị mất phiếu quay lại kìa. Có người nhặt được phiếu kìa chú. Rồi mang qua đây lấy tiền cẩn thận, coi chừng xe hơi. Rồi đưa phiếu nhấn tiền. Rồi giữ gìn phiếu cẩn thận nhá. Rồi cảm ơn, chúc sức khỏe, cảm ơn. Mang qua bên đường đại dùm, xin cảm ơn. Đồ ăn mặn. Rồi mình lấy cơm không thôi cũng được. Đồ chay là có cái bếp dưới họ phát rồi. Để ra cái nơi chồng lên không có được cái bếp. Số lượng thì có khoảng hơn 200 người số lượng có khoảng 200 người sẽ nhận được tiền. Không có hỏi gì hết, bây giờ đang làm việc không có hỏi. Hỏi đêm 12 giờ đêm hỏi. Bước tới, xin cảm ơn. Rồi bước tới, mang qua đường sắp xếp giúp em, cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn.
Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi, cảm ơn, chúc sức khỏe. Cô bác nhớ cảm ơn tình nguyện viên cho vui vẻ nhá. Bếp cơm sẽ phát thêm tiền cho cô bác. Rồi, không có phiếu thì thôi. Rồi, cảm ơn. Bước tới. Rồi, bước tới. Đây, phát tiền tiếp 100 người tiếp theo. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Cô bác nhớ cảm ơn các tình nguyện viên nhá, đã phục vụ mình. Cảm ơn đại diện nhà hảo tâm đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Phát 3 món, mình cứ dành phát 3 món nè. Mỗi người phát một món đi. Không có ai dành đâu. Rồi, cứ bình tĩnh rồi đi, đi, đi từ từ, từng bước một. Đưa bên hông nữa, mấy anh chị ơi, ra xếp hàng. Muốn nhận ở đây là phải xếp hàng, không có đưa ngang như vậy. Em hai hộp luôn. Em cái trà mà áo bông mà có ấy là hết. Vâng. Rồi bên đây là coi như không phát phiếu. Vâng. Đây là hai mấy người. Vâng. Tới khúc nào là không? Tới cái ông cuối cùng đó, cái áo bông là hết hết cái hàng bên này đúng không? Không, là hết hết ở đây. Rồi, ok ok. Được. Mấy anh chị cứ đứng lộn xộn làm góp phần cho cái hàng đấy, tụi em không phát tiền đó. Nguyên tắc ở đây là mời các cô, anh, chú, anh chị ngồi sau đó nhận cơm. Còn mình đứng là chen hàng vô rồi đẩy nhau ngã, té ngã. Thì phát cho người kế tiếp chú. Phát hết thì thôi. Rồi cảm ơn. Cảm ơn. Rồi cảm ơn. Cảm ơn. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài chị gái ơi. Người ta xếp hàng đứng trước rồi, không trình bày, người ta đang làm việc. Đi ra ngoài. Mình cũng giống như mọi người đi. Tới đâu chú. Rồi dừng, chưa được phát phiếu đứng im lại. Chưa được phát phiếu đứng im lại. Ok, phát tới hết đây thôi đúng không? Rồi ok. Rồi, chị tạm đứng là ngưng lại nhá. Chú đi lên, đi lên. Những người này sẽ phát phiếu, phát tiền, còn lại không phát. Mau chóng băng qua đường coi chừng xe hơi xe gắn máy nhá. Rồi tiến lên đi, tiến lên cho người ta đi, tiến lên cho người ta đi. Rồi tới đây ngưng. Rồi lát xíu chú phát phiếu tiếp. Qua bên đường đi chị, qua bên đường xếp hàng, về cuối hàng xếp hàng. Qua bên đường về cuối hàng xếp hàng, giới thiệu chị lần thứ mấy rồi, hướng dẫn chị rồi. Anh cháu con em bắt đầu từ cái hàng thứ hai kia thì báo để phát tiền nhá. Để phát tiền tiếp, còn cái hàng đầu nó không phát nữa, không phát tiền, chỉ phát cơm thôi. Họ không theo sự hướng dẫn của mình không phát tiền, mình chỉ phát cơm thôi, cho họ nhớ. Của ai đây? Phiếu này của ai rớt đây? Rồi ok, được rồi, để em cầm cho. Có ai làm rớt phiếu không?
Bạn lớn lên, phiếu đâu? Có một người rớt phiếu nha. Có một người làm rớt phiếu, Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Mang qua đường đây giúp em. Cô bác nhận thức ăn xong mang qua bên đường, bếp cơm bố trí hai cái bàn bên đường, mình đậy thức ăn lại rồi mang vô trong nhà thương. Rồi, cô đồ trong đồ ăn lên chay rồi, cảm ơn tiếng chưa đủ đẻ. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Nhận đồ ăn cái gì đó, cảm ơn tiếng chưa đủ đẻ. Tụi tôi mà cũng không. Rồi, mời các cô bác mỗi người một phần cơm, bánh mì, nước suối, chuối. 200 người sẽ có tiền mặt. Cô bác nhớ cảm ơn các tình nguyện viên, cảm ơn nhà hảo tâm đã đại diện nhà hảo tâm tới để phụ phát thức ăn cho mình nhá. Đây có một nhóm nữa, mấy anh này phát thức ăn chay. Rồi chú đi. Rồi mời các anh chị. Mấy anh chị nhớ bảo nhau mình theo thứ tự thì tụi em sẽ lần sau tụi em sẽ phát tiền cho các anh chị. Lần này tụi em phát cơm thôi. Tiền tụi em sẽ phát cho những người kế tiếp. Rồi, đây là chay hả em hay sao? Chay. Rồi, mình vừa có đồ chay vừa có đồ mặn nhá. Mỗi người một phần, vừa có đồ chay vừa có đồ mặn. Lên trên này cô bác mở sẵn nắp hộp, mở bao xốp ra. Các tình nguyện viên họ sẽ bỏ thức ăn vô cho mình. Qua bên đường sắp xếp. Qua bên đường sắp xếp, có phiếu mới có tiền. Không, bây giờ đi rồi, ai làm chứng cho chị, đi rồi đi ra ngoài. Đi rồi. Bây giờ đi rồi, đi ra ngoài đi. Tới ông chú áo bông là tạm ngưng, sau đó phát tiếp vì có một trăm cái hàng kia khoảng 100 người họ không có chịu xếp hàng. Phiếu đâu? Rồi lọt phiếu không lọt phiếu không? Rồi ok. Chú sau nhớ giữ cẩn thận nhá. Mất phiếu là mất tiền, người khác người ta nhận người ta lấy mất tiền. Rồi cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Cô bác nhận xong rồi mang qua bên đường, bếp cơm có để hai cái bàn bên đường, mình sắp xếp thức ăn cho gọn gàng nhá. Thứ hai bếp cơm phát tiếp nha, ngày mai rằm nghỉ, chủ nhật nghỉ, thứ hai bắt đầu phát tiếp. Thứ hai sẽ phát 400 phần ăn, 400 phần tiền. Đến ông áo bông cái là ngừng, xong rồi tới đấy là hết phiếu. Không phải hết phiếu mà cái hàng đấy không phát, để tí chú Tư phát tiếp. Rồi chú không, bắt đầu từ đấy đi là không phiếu, khoảng 100 người không có phiếu. Rồi ta không có theo sự hướng dẫn mình, họ không có chịu ngồi xuống. Mình sẽ không phát tiền, chỉ phát thức ăn thôi, cơm chay, cơm mặn. Rồi hàng này cô bác mình nhận cơm chay, cơm mặn giúp em nhá. Cảm ơn chú. Rồi tới đâu là hết, tới đâu phát phiếu tiếp đúng không? Tới áo thôi, nhưng mà chỉ cho ăn bé. Ok. Rồi em đứng sau ấy, chờ tí. Con đứng ngoài sau hết nha con. Vậy là bắt đầu từ đây phát phiếu tiếp hay sao? Không áo, nhỏ cái áo rồi, không áo. Rồi ok, vậy cho mấy người kia đi trước đi. Đi trước đi. Anh trai lên đi, nói dồn vào. Con ra mà sao con? Em ra sau. Không, anh trai lên đi, lên đi theo. Tới đây đúng không?
Rồi dừng, đứng im, lên đây vô đây. Rồi bắt đầu từ đây đi, sẽ phát phiếu để nhận tiền nhá. Mỗi người sẽ có 100.000 tiền mặt, phát cho tới hết thì thôi. Cô bác đi lãnh cơm, nếu không theo sự hướng dẫn của bếp cơm thì bếp cơm sẽ không phát tiền, mà nhường cho những người kế tiếp. Mày cứ chờ, chờ xíu. Dạ dạ, hôm nay phát 3 điểm, 2 điểm nữa hai bệnh viện khác mới tới đây. Rồi nuôi bệnh. Cho con coi. Dạ. Rồi, ok, u gan. U gan, rồi. Rồi, hết phiếu. Rồi, hết phiếu thôi, ok. Vâng, vâng. Lãnh đạo đi đâu ấy? Đi ra ngoài ngay. Xin cơm nhưng mà phải xếp hàng. Bây giờ người ta xếp hàng mà chú làm vậy sao? Vui lòng đứng ở cái hàng cuối hàng ấy, hàng thứ hai ấy. Rồi em đứng đây chờ xíu lấy cơm chay nhá, chờ xíu anh ấy chuẩn bị anh lấy cơm chay cho em. Em đi cách anh ấy khoảng 2 mét, lát xíu người ta biết phát tiền. Rồi mời các cô bác nhận cơm, nhận nước suối, nhận bánh mì và chuẩn bị phát bánh bao nhá. Khi nào phát hết bánh mì thì phát tới bánh bao. Cái hàng dưới cô kìa, cái em bé áo vàng bắt đầu nó có phiếu ấy. Dưới cùng dưới kia kìa. Đó, kế cái thằng áo đen ấy, kế em áo đen ấy. Vâng vâng, nó cách 2 mét ấy. Cô bác ăn món nào thì lựa món đó nhá, băng qua đường sắp xếp dùm. Bếp cơm có bố trí hai cái bàn bên đường. Hàng này cô chú mai mốt mình bảo nhau đi có theo có thứ tự để bọn em phát tiền nhá. Nhờ các cô chú anh chị không chấp hành theo hướng dẫn nên là những người sau lại tiếp tục có tiền. Tiền nay chỉ có 200 phần thôi. Lúc này chú Thanh bị bệnh, chưa có ra, rồi anh Lai cũng chưa có ra, rồi chú Tác chưa có ra, rồi một anh nữa cũng chưa có ra, nên là bếp cơm thiếu người quá, giờ thiếu những người giữ trật tự. Rồi nối vô cô, nối vô. Đây, tới đây thì những em này bắt đầu có phiếu này. Có phiếu sẽ được nhận tiền. Rồi, từ. Rồi, kêu bà tập vụ với bà lại bà phụ. Đây.
Thôi rồi đi, lỡ rồi đi đi. Từ 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 từ. Rồi đây có phiếu phát tiền cho người ta cô. Hốt cái cơm này lại cho người ta. Rồi cứ từ từ đưa phiếu rồi nhận tiền từ từ. Rồi bỏ thua, bỏ thùng cơm ấy, bỏ thùng cơm heo ấy. Nói bỏ vô thùng cơm bán cái chết luôn. Rồi chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Cô bác mang qua bên đường đẩy giúp em nhá. Bếp cơm bố trí hai cái bàn bên đường, cô bác mang qua bên đường đẩy giúp em, cảm ơn. Có phiếu mới nhận tiền nhá, không phiếu thì đi ra ngoài. Rồi chúc sức khỏe, xin cảm ơn. Trong hàng đây cũng có bà không có phiếu cô nha. Có bà đội nón ấy là không có phiếu và mấy bà bên ngoài là chú Tư chú không phát phiếu đấy. Có phiếu cô phát tiền. Vâng. Chú Kỳ ơi, ai không phiếu chú nói nhá. Rồi cô bác băng qua đường sắp xếp dùm. Băng qua đường sắp xếp dùm. Rồi đi ra ngoài, đi ra ngoài. Cô ra ngoài đi. Ra ngoài. Đi ra ngoài giúp con. Rồi thôi coi là tùy duyên người sau sẽ có. Cô này là không được phát phiếu. Rồi đi ra ngoài dùm. Rồi chúc sức khỏe. Mình đi ra ngoài rồi mình cất tiền rồi mình quay lại làm sao tụi con biết được. Mỗi người một phần nhận xong mang qua bên đường sắp xếp giùm em anh chị ơi. Rồi mang qua bên đường sắp xếp cô ơi. Mang qua bên đường đậy dùm con cô. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Ai có phiếu thì nhận tiền luôn nhá. Đừng có đi rồi xong quay lại đòi tiền không được. Rồi cái này là hết. Rồi điện lại vậy sai các bác ơi, sau khi không có cần nhìn lại đây nhá. Rồi cảm ơn. Rồi gửi biếu cô thêm 100.000 nữa nhá. Chúc sức khỏe. Mai nghỉ. Anh ơi. Gửi biếu anh uống cà phê nhá. Chúc sức khỏe. Dạ. Đây cũng nhiều nhà hảo tâm gửi tặng nên là bỏ những cái thùng rác này, bà con bỏ rác vô trong với tụi mình sắp xếp. Đó, những người chen vô đó là tình nguyện viên hướng dẫn qua bên đường xếp hàng. Em phải có đồ đựng em mới lấy được thức ăn nhá, đứng ở cuối hàng á. Cô bác đi theo đi, đi theo hàng đi dùm đi cô bác ơi, đi theo hàng giúp em. Lè lên.
đựng là không lấy được thức ăn đâu các bác ơi. Mình phải chuẩn bị hai cái hũ, một cái đựng cơm, cái đựng đồ ăn. Mình phải chuẩn bị hai cái hũ, một cái đựng cơm, cái đựng đồ ăn. Đây những nhóm khác là các cô ấy phát không có cần phải cô ấy bỏ vào bịch bao xốp cho người ta luôn. Ôi cô bác qua đây chỗ này người ta phát thêm này. Cô bác quay lại đây có người trên xe máy người ta cho thêm cơm rồi đồ ăn. Lấy được cái gì ăn thì lấy. Mình cần thêm cơm canh chỗ kia cô. Ra chỗ kia có người ta phát thêm cho cái bình kia. Một lần nữa thì xin cảm ơn chị Dung My đã hồi hướng công đức cho cha mẹ số tiền 500 đô tương ứng với 12.500.000. Hồi hướng công đức cho cha là Trần Trung Huy, mẹ Nguyễn Thị Chuyên. Cảm ơn khách hàng ẩn danh ở áo dài bé ủng hộ 5 triệu. Cảm ơn bà Mạc Nghệ Lan, 85 tuổi ở Fort Church, Virginia ủng hộ 500. Cảm ơn cô Hưởng ở Na Uy gửi 20 triệu để phát tiền mặt cho 200 người. Và cảm ơn khách hàng ẩn danh có gửi tặng 1 triệu để tặng cho các tình nguyện viên. Thì lát xíu mình sẽ gửi, nói chung tặng cho mỗi người một chút để uống cà phê. Xong chưa cô? Rồi thay mặt bếp cơm cũng cảm ơn cô đã đại diện gia đình tới để phát những cái phần ăn yêu thương với bà con cô bác. Cô có cảm nghĩ gì không? Mình rất thích là những bữa cơm từ thiện, phát chuyện làm chuyện nguyện những bữa cơm từ thiện này. Cô thấy ở đây tổ chức có được không? Dạ. Tất cả những mọi người ở đây coi trên YouTube thì rất là nhiều rồi, nhưng mà bây giờ trực tiếp được với các vâng, Vĩnh Dương với lại các cô bác chú ở đây mình rất là vui. Cô thấy việc tổ chức này có cần phải cải tiến làm nào cho tốt hơn nữa không thưa cô? Rất là giỏi rồi, dạ. Rất là tốt rồi, dạ, tốt dạ. Hơn dạ, rồi con cảm ơn cô, chúc cô và gia đình năm mới nhiều sức khỏe nhá. Dạ, nếu có dịp có điều kiện thì lại quay lại giúp tụi con nhá. Dạ, rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn Vĩnh Dương đã tạo điều kiện và các cô chú đã tạo điều kiện cho mình được tham gia một dạ, buổi dạ. này rất là quý. Rồi con cảm ơn cô, dạ. Cảm xin ơn chào, xin cảm ơn. Dạ dạ. Cảm ơn 50 đường chấp nhất. Cô bác nhận xong mang qua bên đường đẩy giúp con nhá, vẫn còn cơm đồ ăn. Cô bác nhận thức ăn xong rồi mang qua bên đường, bếp cơm có bố trí hai cái bàn ở bên đường, mình đẩy giúp em. Sáng thứ hai bếp cơm sẽ tiếp tục phát thức ăn nhá. Rồi mình sẽ nhận cơm và nhận bánh bao. Bánh bao thì có cô cho 1 tấn gạo, cô Tư sẽ mỗi một ngày sẽ tặng thêm 100 mỗi cái bánh bao, sẽ phát liên tục trong vòng 10 ngày. Chồng lên đăng qua đường sắp xếp đi chị ơi. Mang qua đường đây em gái. Đồ ăn có rồi người đẹp ơi, đi cho người sau còn lấy giúp em, chia sẻ đi. Không có xài cái bịch, trong có cơm chay rồi. Rồi. Trong cái hộp đấy có cơm rồi cô, cơm chay cơm mặn nhiều lắm rồi, ăn không hết đâu, lấy nhiều vô trong này đổ. Nhiều khi mình nghĩ là mình ăn không hết nhưng mà mình mỗi người một phần. Mỗi người một phần chị ơi, cái hộp này cơm chay rồi đây, ăn không hết đâu, lấy nhiều ăn không có hết. Rồi bỏ phí. Xếp hàng đi người đẹp. Không. Bước qua đường lấy rồi thôi. Đầy đủ rồi. Hộp cơm, hộp đồ. Lấy rồi đi rồi thì không có quay lại nữa. Còn lấy xin đẹp ra. Xin đẹp nữa. Mình lấy rồi thì thôi để nhường cho người khác. Cô bác cứ vòng qua vòng lại. Rồi vòng qua xếp hàng đi chị. Vẫn còn. Nhưng mà không phải là đuổi ra mà chị đi tay không nên là không có bốc được thức ăn. Rồi ở đây rồi. Nào cho vừa cơm vừa đồ ăn rồi. Rồi sau mang theo đồ đựng chứ đi tay không sao bốc. Rồi cảm ơn. Cô bác nhận xong mang qua bên đường đẩy giúp em nhá. Đẩy xong, nhận xong rồi mang qua bên đường đẩy.
mỗi người một phần, mỗi người một phần chia sẻ yêu thương. Ngày chay nhưng mà phát cơm có thịt, 200 phần tiền. Mang qua bên đường đầy giúp em. Mỗi người một phần em trai, chia sẻ yêu thương giúp anh đi. Để ra đi. Tỉnh rồi, tranh thủ cho người khác tỉnh nữa, đừng để đồ lên bàn. Rồi, cảm ơn. Cô tặng tay ta rồi lấy luôn, chồng lên, băng qua đường trong bếp. Cảm ơn. Hai cái bàn ở bên đường vẫn còn rất nhiều đồ ăn và cơm. Cảm ơn, cảm ơn. Mình nhận đồ người ta, mình cảm ơn một tiếng cho vui. Đồ ăn còn rất nhiều, cô bác cứ xếp hàng theo thứ tự đi. Đi đâu người đẹp ơi, không có chen đâu đó. Tôi đang cửa đồ chai, tôi xin cơm không nhìn đâu mà. Để gì? Thôi rồi, bỏ ra rồi. Để nguyên đi đấy. Rồi, cho luôn cái hộp này đi, để đấy. Bỏ đấy, bỏ đấy. Không. Rồi, được rồi, để đó. Rồi, đi vô đi. Cho chị cái hộp khác. Chị tưởng đồ chay chứ không phải rồi. Không có đổ vô, cho người khác. Mang vô trong cho người khác. Mang vô trong cho người khác. Chị mang vô trong cho những người ăn mặn đấy. Rồi chị đổ vô đây, em không có chịu trách nhiệm. Giờ cái đồ của chị rửa không biết có sạch hay không. Những người khác họ ăn rồi gặp vấn đề về sức khỏe, bọn em lại phiền phức ra. Rồi chồng lên con đường chết không chăng. Cái nguyên tắc là cơm đã mang ra rồi thì mình không có mang, không có cho họ đổ lại. Vì ví dụ như là cũng không biết nói sao, lỡ mà có người xấu họ cho cái gì không có tốt vào thức ăn thì họ mang họ đổ vô đây thì những người sau ăn là sẽ bị. Xếp hàng. Vòng qua xếp hàng đi. Về cuối hàng xếp hàng. Hoặc là cái bà vừa nãy bên kia bà mang cái ca thức ăn qua xin bà em ăn. Giờ đi ra ngoài rồi quay lại không được. Mỗi người phục vụ một lần thôi chứ phòng qua vòng lại. Rồi bước tới băng qua đường sắp xếp. Cô bác nhận thức ăn xong mang qua bên đường đây. Bếp cơm có để hai cái bàn bên đường. Để làm đi. Chia sẻ với các cô bác anh chị mỗi người một phần để bớt khó khăn. Mình nhận cơm, nhận bánh bao. Không có sử dụng lâu lắm bà ơi. Đánh chuyên nghiệp rồi mà còn sử dụng nó hoài. Rồi mang qua bên đường đây, cảm ơn bà. Mở sẵn nắp ra cô bác ơi. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn anh trai này này, cảm ơn chị kia, chị phát cho. Rồi chúc sức khỏe. Nhận bánh bao, nhận cơm, cảm ơn. Rồi mở nắp hộp ra xem thấy không. Cô bác mở sẵn nắp hộp ra giùm em nhá. Vẫn còn thịt kho đậu hũ, cơm, bánh bao. Mang qua bên đường đẩy giúp em. Đúng không? Được cơm luôn rồi. Rồi ok, cảm ơn. Rồi bước tới để làm đi. Bánh bao ở trên tay rồi. Đấy, ông cứ đi lấy cơm ông lơ ngơ. Bánh bao cầm trên tay thì bảo chưa có bánh bao. Cơm à, đồ ăn thì quên không lấy.
rồi bước tới giúp em mang qua bên đường đây, có hai cái bàn bên đường, cô bác anh chị ơi mang qua đường đây giúp em. Alo, anh nhắc nhở rồi kêu mở nó bọp ra thẳng đi, ở đâu mà hai ba phần dữ vậy, làm mỗi người một phần con một đồ ăn chia sẻ không bà ơi. Chị mua cái gì chị? Mua à, rồi áo dài đúng không? Rồi thì chị gọi thẳng theo cái số điện thoại của chị bé đấy, là nó vào là gọi FaceTime cũng được. Không có được kìa. Bây giờ này chị cứ gọi thẳng là được, không có phải edit gì hết, gọi thẳng là được luôn. Dạ. Cái số đơn phone đấy nếu mà chị có, không chị nghe em nói này, chị dùng cái số điện thoại của chị mà chị có iPhone đó, chị gọi cái không có tốn tiền, gọi qua FaceTime, không có tốn một đồng xu các bạn nào, không có phải edit gì hết. Không có đường anh ơi, có bạn bên kia kìa. Chia sẻ luôn, mở một cái bàn thôi. Vì thế bây giờ chị gọi FaceTime. Để luôn đi, khỏi mở luôn. Chị gọi FaceTime chị gửi qua được vì máy của chị là iPhone ạ. Dạ. Gửi được, gửi hình được, gửi video được, FaceTime gửi được, FaceTime là video call gọi được. Em nghe. Bây giờ chị tắt máy thì em sẽ gửi FaceTime qua cho chị luôn này, em gửi hình qua cho chị được luôn này. Không, có rồi, đủ rồi. Dạ, Viber được. Vậy chị, cái số này số phone của chị phải không? Rồi. Đuôi 1571 đúng không? Ok. Chẳng ai mở ra. Rồi thế tắt máy thì em gửi. Không, nếu phải đúng cái số đấy thì em mới gọi cho chị được. Bây giờ chị lấy không, em không ghi được, em đang ở ngoài đường. Chị lấy cái số phone của chị gọi lại cho em đi. Em sẽ gọi lại cho chị. Dạ sao chị?